Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 4 tuần 10 đến tuần 13, trang 76 đến trang 79. Bài 7, chuyện cổ tích về loài người, sách giáo khoa trang 103. Số 1 nhỏ, gạch dưới từ ngữ dùng để gọi mỗi sự vật in đậm trong các đoạn thơ đoạn văn sau. A. Chị tre chải tóc bên ao, nàng may áo trắng ghé vào soi gương, bắt nồi đồng hát bùng bon, bà chỏi lẹt quẹt lơm khơm trong nhà trần đăng hoa. Như vậy các em sẽ gạch dưới những cái từ dùng để gọi mỗi cái sự vật, ví dụ như là tre. Thì ở đây từ ngữ dùng để gọi tre đó là chị. Như vậy các em sẽ gạch dưới. Gạch dưới từ ngữ dùng để gọi mọi sự vật in đậm trong đoạn thơ. Như vậy tre ở đây được in đậm thì từ dùng để gọi tre đó là chị. Rồi tiếp theo, nàng may áo trắng ghé vào soi gương. Như vậy may ở đây được gọi bằng nàng. Như vậy các em sẽ gạch dưới từ nàng. Bát nồi đồng hát bùng bon. Như vậy nồi đồng được gọi bằng bát. Bà chổi loẹt quẹt lơm khơm trong nhà. Như vậy chổi thì được gọi bằng bà. Như vậy các em sẽ gạch dưới từ bà. B. Chẳng đâu bằng chính nhà em, có đàn chim sẻ bên thềm liễu lo, có nàng gà mái hoa mơ. Như vậy gà mái ở đây được gọi bằng nàng. Như vậy các em gạch dưới từ nàng. Cục ta cục tác khi vừa đẻ xong, có bà chú mực lưng ông. Như vậy chú mực ở đây được gọi bằng bà. Có ông ngô bắp râu hồng như tơ, đoàn thị lăm liếm. Như vậy ngô bắp ở đây được gọi bằng ông. Như vậy các em gạch dưới từ ông. Tiếp theo câu C. Vườn cây đầy tiếng chim và bóng chim bay nhảy, những thiếm chích chòe nhanh nhảu. Như vậy chích chòe ở đây được gọi bằng thiếm. Như vậy các em gạch dưới từ thiếm. Những chú khứu lắm đều. Như vậy khứu ở đây được gọi bằng chú. Những anh chào màu đậm dáng. Như vậy chào màu được gọi bằng anh. Những bác cô gái trầm ngâm theo Nguyễn Kiên. Như vậy cô gái ở đây được gọi bằng bác. Tiếp theo bài tập số 2, viết tác dụng của cách gọi mỗi từ, mỗi sự vật ở bài tập 1. Như vậy cách gọi ở đây các em thấy có tác dụng gì? Thì cách gọi ấy làm cho gọi ấy làm cho câu thơ câu văn trở nên sinh động hấp dẫn lôi cuốn. Câu văn trở nên sinh động hấp dẫn lôi cuốn. Tiếp theo bài tập số 3, tìm từ ngữ dùng để gọi người thay cho mỗi từ in đậm trong đoạn văn dưới đây rồi điền vào chỗ trống. Như vậy đoạn văn dưới đây sẽ có các từ in đậm. Thì các em sẽ tìm từ ngữ để gọi người thay cho những cái từ in đậm này.
Hè đến muôn loài hoa đua nhau nở những bông đồng tiền, khoe váy áo rực rỡ. Như vậy chúng ta tìm từ dùng để gọi người thay cho từ im lặng này. Những, các em có thể tìm những cô đồng tiền khoe váy áo rực rỡ. Như vậy ở đây chúng ta sẽ thay cho từ in đậm bông này là từ cô. Thì từ cô ở đây là dùng để, là từ ngữ dùng để gọi người. Những cô đồng tiền khoe váy áo rực rỡ, mấy hồng nhung, mấy bông hồng nhung ngào ngạt tỏa hương. Như vậy mấy chị hồng nhung ngào ngạt tỏa hương, vài bông tóc tiên rụt rè mở mắt. Như vậy vài bé tóc tiên rụt rè mở mắt cẩm thơ. Như vậy chúng ta vừa tìm được những cái từ ngữ dùng để gọi người thay cho những cái từ in đậm. Rồi câu số 4, em cảm nhận được điều gì khi đọc đoạn văn ở bài tập 3 sau khi đã thay thế từ ngữ? Thì sau khi thay thế từ ngữ, em thấy đoạn văn trở nên hay hơn. Sinh động và hấp dẫn hơn. Sau khi thay thế từ ngữ, em thấy đoạn văn trở nên hay hơn, sinh động và hấp dẫn hơn. Câu số 5, viết 3 đến 4 câu giới thiệu về những đồ dùng học tập của em, trong đó có sử dụng từ gọi người để gọi đồ dùng học tập. Như vậy các em sẽ viết 3 đến 4 câu giới thiệu về một đồ dùng học tập của mình, và em chú ý chúng ta sử dụng từ gọi người để mà gọi đồ dùng học tập. Ví dụ, em có rất nhiều đồ dùng học tập, nào là bảng bút, chị bảng đen, cô hộp màu, anh thước kẻ. Như vậy em thấy là ở trong đoạn văn này đã có sử dụng từ gọi người, đó là bạn nè, chị nè, cô nè, anh nè, để gọi đồ dùng học tập. Nhưng em thích nhất là chị cặp sách. Chị cặp sách này là món quà của ông nội tặng em nhân dịp năm học mới. Chị hình chữ nhật màu xanh dương rất đẹp, chị luôn đồng hành với em trong những buổi đi học. Tiếp theo, luyện viết thư gửi cho một người thân ở xa để thăm hỏi và kể về tình hình gia đình của em dựa vào gợi ý sách giáo khoa, trang 106. Như vậy chúng ta sẽ viết thư gửi cho một người thân ở xa để mà hỏi thăm và kể về tình hình học tập của gia đình mình dựa vào gợi ý sách giáo khoa, trang 106. Ví dụ, Huế ngày tháng 5. Thì ở đây ngày tháng 5 thì ngày nào các em sẽ viết và các em sẽ điền vào. Rồi Huế ở đây là nơi em ở, nơi em viết. Ví dụ, chị hai yêu quý, thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà chị đã trở thành sinh viên được gần một học kỳ rồi. Ở Hồ Chí Minh chị đã quen với mọi thứ hết rồi nhỉ? Việc làm thêm của chị ra sao rồi? Kỳ thi cuối kỳ sắp tới ở trường, chị đã chuẩn bị chưa? Chị đã có thêm người bạn mới hay điều gì thú vị không ạ? Hãy kể cho em nghe với nhé.
Bố mẹ và em vẫn khỏe chị à? Bố mẹ dạo này hay đi làm về muộn, nhưng em vẫn chăm chỉ học bài. Cả học kỳ này em chưa bao giờ đến lớp mà chưa làm bài tập. Buổi tối về nhà em ăn cơm trước rồi về phòng học bài. Gặp bài khó em sẽ chờ bố mẹ về rồi hỏi. Em còn được mẹ đăng ký vào lớp học piano đấy. Chờ đến Tết chị về, em đã có thể đàn được một bài hát rồi. Nhắc đến Tết, em lại mong thời gian trôi thật nhanh để chị hai về nhà đoàn tụ với mọi người. Cả nhà nhớ và yêu chị nhiều lắm. Em gái ngoan, Hà Lê. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vào bài tập tiếng Việt lớp 4. Thì sau khi xem xong các em thấy thích để chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.